Xin chào các bạn, tôi đang đứng tại gian hàng giới thiệu giải pháp của Advantech. Bên cạnh và phía sau tôi đây là phần trưng bày các sản phẩm chuyên dụng thuộc giải pháp thông minh hỗ trợ lái xe đang được ứng dụng trên các xe buýt điện của Vinbus. Đây là Check 60, một máy tính nhúng được thiết kế đặc biệt để lắp đặt trong các phương tiện vận tải như xe buýt, xe tải, xe container. Với độ bền cao tiêu chuẩn công nghiệp cùng sức mạnh tính toán vượt trội đáp ứng cho các tác vụ trên xe, đặc biệt là các ứng dụng AI. Tiếp theo là màn hình chuyên dụng hiển thị các thông tin cần thiết cho tài xế như là lịch trình, bản đồ hay hình ảnh từ các camera trên xe. Còn đây là một camera tích hợp AI để giám sát và cảnh báo các hành vi không an toàn trong khi lái xe như là ăn uống, nghe điện thoại, mất tập trung hoặc là buồn ngủ. Và cuối cùng là các camera xóa điểm mù được lắp đặt ở các vị trí khác nhau trên xe giúp tài xế quan sát những góc khuất xung quanh xe. Trên đây là một số thông tin về giải pháp hỗ trợ lái xe thông minh của chúng tôi. Nếu quý vị có nhu cầu tìm hiểu thêm về giải pháp này, xin hãy liên hệ tới Advantech Việt Nam để được tư vấn.